về rửa lại là như thế. Đủ chưa ta? 13 người này. Hả? Đủ chưa? Được 13 phần rồi. Thôi gì mình trao quà đi. Thôi trao quà đi. Ai đi sao rồi? Ai đi sao cũng sao. Để bà con chờ. Đợi thôi. Thì thôi được rồi. Thì tụi con cũng chờ tất cả cô chú đã đến đây để nhận phần quà. Thì tụi con được kiều bào bên Úc á gửi về hai phần quà. Ít lòng nhiều, nói chung là tất cả tấm lòng kiều bào nốt gửi gì đây thì con xin chuyển đến cả các cô chú. Thì một món quà gồm có một phần quà này gồm có một đường, một ký đường, bột ngọt, nước mắm, nước tương, một cây dầu ăn, một thùng mì và một 10 ký gạo. À, giờ tụi mình sẽ để bà con thôi. Ra sao phần làm mà nó là đúng. Dạ. Năm tôi sống nước hơn năm. Sao chơi luôn ngày. Bao la. Bao la. Xe bà đâu? Con đưa ra. Xe bà đâu?
xe bà đâu? Có tôi đi bộ. Hả? Đi sao, bộ đi hả? Bộ, nhiều quá thì sao? Nhà đó cũng khoảng gần đây. Gần đây không? Gần đây không? Đó, đó. Đó. Nhiều quá. Đó. Hai con gửi nha, con gửi cô. Để con lấy lại cái tiền. Đâu có bà một con bé. Dạ. Lấy thùng mì không ha? Có biết lẻ con nhiều quá. Nhiều quá mấy con. Dạ có xe à. Để lại đây xe luôn. Dạ để một chút cho bà. Em hồi kịp lên. Bây giờ con chúc khen hả phòng phụ trên nha bà. Chị đi. Bà ơi. Bà có xe không? Xe. Có gì mà. Có cho sợ gì ăn kìa. Chị có xe không? Chị có xe không? Nè nè con ấm này đúng không? Rồi còn đưa cho cái gạo đó chị. Đây, dạ. Rồi. Dạ. Đúng không? Đi thôi hả? Rồi. Dạ, dạ. Rồi. Thế này như đây. Đây. Cảm ơn mến nha. Dạ. Còn xe đâu vậy? Để chạy xe đi đâu? Để nó đi hậu luôn đi. Dạ bà ngồi đi rồi bà gọi con lên phụ cho. Dạ, đưa cho chuyện ba mày luôn đi. Dạ dạ. Mày cho mày cho gạo rồi nó nhiều chứ để cái còn cái hết. Bà chắc nó té bà cho chết rồi. Đúng bà. Tao nó cũng phụ. Bà phụ với nó gãi nó hả? Biểu nó dẫn cho. Hai giờ để con gãi đi. Gãi gãi để con gãi để cho bớt. Nó gãi nó gãi. Nó gãi. Gãi gãi đưa tao mở cho. Nó gửi nè, nó gửi thậm chí nè. Gửi bớt bao đi. Gửi bớt bao đi. Rồi. Gửi của con đi, còn này của bà bãi phải không? À, có đó giờ bà bãi đi, để thùng mì tôm lên. Để bà đậu bể hết mấy. Cái gì vậy mấy? Sao không cho thêm à? Thắng ơi, chị Thắng chị đậu mày. Thắng không cho là rất dữ vậy. Đây hả bà bãi? Dạ. Phải đẩy, đẩy cái... Cái bãi đang gọi mà. Cái này của bà lại, cái này của tôi với thiệp. Tôi nghiệp bà. Lấy cái kia chồng lên là mới ràng luôn. Chỉ có sợ gì ràng mà. Thôi khỏi mở. Biết rồi đâu mở chi. Dùng cái này hả? Dùng cái biểu dùng nè. Vậy hả? Lấy ra chút. Dùng cái móc ở dưới mà. Ở đây tháo này đó được chưa? Dạ dạ. Thôi khỏi tháo đó. Rút cái này lên. Rồi còn ràng mấy kia vô. Bả cũng không biết dựng xe nữa, dựng kỳ đi. Nhà 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 bỏ cái xong rồi. Có dựng xe mà bảo rồi vậy. Trời ơi. Vậy bà đi trước đi con ôm này về xe cho bà. Giờ gần không hay đi bộ hay là đi xe đó. Đi bộ. Chạy đây chỗ nhà đẹp đi, xe đẳng cuối chỗ nhà có mấy hai á mới. Vậy 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 đi xe đi. Đi xe. Rồi đưa về. Đây là đẳng cuối xe cho thôi đi bộ. Còn một bị nữa phải không? Cái này con bị của mày nha của bà. Cảm ơn anh ơi. Con giờ con để chồng lòng xe của con. Bà lên xe con chở bà. Để chồng lòng xe đi. Từ từ nghe, từ từ. Thôi mày đưa giùm bà tội nghiệp, bà neo đơn. Không chồng con. Thôi về mạnh nghe nha. Vậy luôn á, anh vậy luôn hả? Dạ, về mạnh nha. Nha. Khỏe nha. Cái này lịnh đâu cũng là tiêu hào ở bên Úc á, gửi về cho tụi con 20 phần quý dạ. À, gửi này có khi nào tình nghĩa nhà không? Dạ, cứ đó thì nó là ở bên bỏ chứ tụi con cũng chưa biết nữa. Ừ, dạ. Cái góc bệnh ha. Dạ. Cho nhà mặt tiền cắt được cái thằng Vũ Kha với mấy quên quen. Được. Rồi. Rồi. Con lành. Dạ. 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 Rồi thì phần cao bà tụi mình đã thực hiện xong rồi. Thì thay mặt tất cả bà con ở đây gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến kiều bào anh Út đã gửi trao cho tụi mình theo phần quà. Và tụi mình xin dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo góc miền Tây nha. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại. Chào các bạn.